Tin chi tiết lộ rằng tụi Kỷ Mùi sinh năm 1979, Nam Mạng nếu như chớp được 3 cơ hội vàng này thì trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ cải biến vận mệnh, hóa hung thành cát, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay. Vâng, quý tín chủ tuổi Kỷ Mùi thân mến, trong cuộc sống này, bất cứ ai cũng sẽ có những lúc thăng, lúc trầm, nó như một con sóng thủy triều, lúc cao, lúc thấp, ai cũng đã từng chán nản, thậm chí là muốn buông xuôi tất cả vì đau đầu, vì quá nhiều vấn đề. Và bất luận là một cá thể nào, chỉ cần nằm trong guồng quay của kiếp nhân sinh thì đều đang tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc. Nhưng sự khác biệt duy nhất là nằm ở chỗ hoặc là bạn kiểm soát cuộc sống, hoặc là cuộc sống kiểm soát lại bạn, mà người khôn ngoan ắt sẽ hiểu được rằng vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh, lúc suy, lúc vượng, lúc phát. Nhưng nếu như biết nắm được thời cơ đúng lúc thì sẽ giàu sang phú quý bất ngờ, tiền vàng bạc tỷ cầm tay. Mới đây nhất, khi xem đá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Kỷ Mùi trước đây khó khăn bao nhiêu không cần biết, nhưng bước sang năm Giáp Thìn 2024, nếu như nắm được cơ mệnh này thì chắc chắn bản mệnh sẽ xoay chuyển càn khôn, sẽ trở thành con giáp vừa giàu có vừa nhàn hạ trăm bề, được phúc đức đầy tay, mọi khổ cực đều tan biến, mà thay vào đó là sự an bin, nhiều tiền, viên mãn. Vậy vận trình của quý niên chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, Nam Mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Ba cơ hội vàng trong năm đó là gì? Thì ngay sau đây xin mời quý niên chủ cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Trời Phật thương tình, Nam Mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, thảo dã chi dương, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát. Vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to trong năm Giáp Thìn 2024 nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đặc trưng tính cách người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, Nam Mạng. Kỷ Mùi hay còn được gọi là thảo dã chi dương, tức dê đồng cỏ. Nam Kỷ Mùi thuộc cung Chấn Mộc, Đông Tứ Mệnh, năm sinh dương lịch từ 28 tháng 1 năm 1979 đến 15 tháng 2 năm 1980. Mệnh thiên thượng hỏa, lửa trên trời, khắc xa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con dê, tướng tinh con rái, được Phật bà Quan Âm độ mạng. Tương sinh, thổ, mộc, tương khắc, kim, thủy, thiên can, kỷ, tương hợp, giáp, tương hình, quý, ất, địa chi, mùi, tam hợp, hợi mão mùi, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Tuổi Kỷ Mùi là con giáp cầm tinh con dê, là một trong số 12 chi, con giáp thuộc chi thứ 8, theo quan niệm của mọi người thì số 8 tượng trưng cho sự ổn định và phồn vinh. Trong đời có Phật Đại Như Lai hộ mệnh, Phật Ma Lợi Tử ban phúc, Quan Âm Bồ Tát ban cho trí tuệ và Phật A Di Đà Như Lai hộ mệnh. Được biết đến là con giáp thiện lương, nhân hậu, vì vậy họ thường nhận được những điều may mắn và sự yêu quý từ mọi người. Trong cuộc đời, người này gặp rất nhiều may mắn, cũng được quý nhân phù trợ, nâng đỡ vượt qua mọi sự khó khăn. Tuổi Kỷ Mùi là người may mắn, khi sinh ra đã có một gia đình nền tảng vững vàng hậu thuẫn. Tuy vậy, Kỷ Mùi không dựa vào gia đình mà nỗ lực vươn lên bằng năng lực của chính bản thân mình. Tuổi Kỷ Mùi cần những người bạn bè trung thành, có tính cách kiên định và đáng tin cậy. Họ biết tận dụng thời gian và biết cách quan tâm chú ý đến người khác. Vào thuở nhỏ, công danh có nhiều triển vọng. Sang đến thời trung vận trở đi thì công danh rất vững vàng, có thể đoạt được thắng lợi bất ngờ. Sự nghiệp cũng được vững chắc từ tuổi 38. Từ đó về sau, bạn yên tâm sự nghiệp không bao giờ bị thăng trầm nữa, về vấn đề tiền bạc cũng như được tạo dễ dàng và bắt đầu hướng đến những điểm tốt vào số tuổi này trở đi. Vài nét tính cách của con giáp tuổi Kỷ Mùi nam mệnh. Tuổi Kỷ Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt nam giới tuổi này, thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén, họ lanh lợi, hoạt bát, có thẩm mỹ cao, có năng khiếu về nghệ thuật, bề ngoài nho nhã, nhưng họ có đầu óc tư duy, suy nghĩ trầm tư, người này thích yên tĩnh, tâm hướng thiện, có niềm đam mê về tôn giáo. Ưu điểm của người nam giới tuổi Kỷ Mùi nằm ở chỗ, họ luôn suy nghĩ chu toàn và sắp xếp công việc ổn thỏa, tinh thần cầu tiến giỏi xã giao,
tính cách lại hiền hòa, nên họ được lòng nhiều người bạn bè khắp bốn phương. Tuy nhiên, thực sự thì tính cách người này khá hướng nội, hay suy nghĩ nhiều, bên trong và ngoài mạnh mẽ, nội tâm khá yếu mềm, người này đa sầu đa cảm, tinh tế nhạy cảm, chu đáo với những người xung quanh. Sự cẩn trọng của họ đem lại cho người khác cảm giác an toàn và có thể tin cậy được. Họ yêu thích công việc và luôn dồn hết tâm sức phấn đấu trong mục tiêu đã định. Tuy nhiên, do suy nghĩ quá nhiều nên người này thường ôm đồm vào mình nhiều việc, cũng phát triển theo nhiều lĩnh vực. Người tuổi Kỷ Mùi cả đời hữu thuật với mẹ cha, kiên nhẫn tỉ mỉ, không ngại khó khăn. Họ có phần mê tín, tin vào những chuyện mang màu sắc thần bí ma quỷ, có tinh thần ham học hỏi, dù chỉ một chi tiết cũng không bỏ qua. Nhược điểm của người tuổi Mùi là hay do dự, thiếu quyết đoán, suy nghĩ chủ quan, có phần cố chấp, lại khá mềm yếu và nhút nhát. Mọi chuyện thích nghe theo ý trời, thuận theo tự nhiên, không thích những công việc bị gò bó áp đặt. Bản tính trời sinh của người này là thích được người khác chăm sóc, ưa nghe lời khen ngợi và rất mong muốn được bạn bè người thân khuyên bảo. Nhưng trên hết, Kỷ Mùi là người yêu gia đình. Đối với họ, gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những người thân trong gia đình. Những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy, tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi nam mạng được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Có điều, người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn, khiến cho tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lỏng mình. Có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần, rồi quay lại cuộc sống bình thường. Về đường tình cảm, nam mệnh có đào hoa khá vượng, tình duyên hài hòa, có duyên với người khác phái. Có thể người này sẽ dễ có cảm tình với bạn hay đồng nghiệp, mối quan hệ qua ngày tháng tiếp xúc sẽ nảy sinh tình cảm. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Kỷ Mùi trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng, tuổi Kỷ Mùi, theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp giáp là tương sinh, lúc khó khăn có quý nhân đứng ra giúp đỡ, công việc làm ăn có thể mở mang thêm. Xét về địa chi, Mùi gặp thìn bình hòa, công việc hay tiền bạc đều duy trì ở mức ổn so với năm ngoái, không hao tán là may, gia đạo cũng hài hòa, đương số đỡ phải nhọc lòng vì những mâu thuẫn nội bộ gia đình. Xét về ngũ hành, Hỏa gặp hỏa bình hòa, vận khí cát lành, thể chất hay tinh thần đều tốt, đương số có bệnh nhanh khỏi, cầu lộc được lộc, cầu tài đắc tài trong năm 2024. Thứ hai, xem tử vi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nam mạng gặp sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu tinh là một trong số 9 vị tinh quân nằm trong hệ thống cửu diệu, có sự chi phối đến mỗi một bản mệnh theo một chu trình nhất định. Chòm sao này nằm trong nhóm sao xấu, hung tinh thuộc hành kim, vì vậy có thể nói, khi gặp sao này chiếu mệnh, cả nam lẫn nữ đều chịu sự ảnh hưởng nặng nề. Với tên gọi này, quý bạn cũng có thể hiểu được phần nào tính chất vận hạn của sao La Hầu, hạn sao La Hầu chủ về các vấn đề sau. Về quan lộc, người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ không gặp được may mắn, cuộc sống vốn ổn định, phải đối mặt với một thử thách trong cuộc sống, đặc biệt đối với đường công danh, có nhiều chông gai. Vì vậy trong năm, có sao La Hầu chiếu mệnh, cần phải án binh bất động, không nên hùn hạp làm ăn để tránh tổn thất có thể gặp. Ngoài ra trong công việc, cần cẩn trọng mồm miệng, kẻo gặp thị phi liên miên hay thậm chí dính dáng đến kiện tụng. Về tài vận, chủ mệnh có sao La Hầu chiếu mệnh nên dễ hao tốn tiền bạc, đầu tư đến đâu thất thoát đến đó, không suôn sẻ thuận lợi như mong đợi. Vì vậy bất kể làm việc gì cũng phải cân nhắc chi tiêu để tránh tiền mất tật mang. Về sức khỏe, người có sao La Hầu chiếu mệnh dễ ốm đau, mệt mỏi, không có sức sống. Nhưng đặc biệt nếu trong năm đàn ông có sao này chiếu mệnh mà vợ mang thai thì xem như là may mắn, làm ăn cũng phát đạt, sức khỏe cũng dồi dào, cả nhà được bình an. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao La Hầu như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng bảy kỵ ngay chẳng hiền, môn trung độ bạc hao tiền, tửu sắc tài khí đảo điên, như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, đàn ông ăn ở ngay thẳng chẳng sao, rủi gặp nguy hiểm, ốm đau nhẹ nhàng. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Kỷ Mùi, theo niên hạn là Tam Kheo.
tam kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn tam kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân. Vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn. Vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương, cũng không nên ở những nơi ẩm thấp, khiến bệnh xương khớp bị ảnh hưởng. Ngoài ra, cũng cần đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Từ xưa, ông cha ta đã lưu truyền câu nói, tam kheo thống nhãn thương thủ túc. Nội dung câu này nhằm đề cập tới những vấn đề mà người có hạn tam kheo sẽ phải gánh chịu trong suốt thời gian của năm gặp hạn đó. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý những phong thấp cũng như những thương tích về chân tay mà mình gặp phải trong sinh hoạt thường ngày. Theo đó có thể những việc trong gia đình hoặc người thân có chuyện cũng sẽ gây ra những điều này cho bạn. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không ắt có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống của bạn. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi, Nam Mạng. Năm 2024, tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ là rồng gặp mây, được thời cơ làm mưa, làm gió cho thiên hạ. Trong năm nay, bản mệnh có nhiều công việc to lớn phải làm. Tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở khó khăn vất vả lúc khởi đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có tác dụng tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh sự nghiệp tuy bị người xấu gây khó dễ, nhưng bản mệnh sẽ gặp quý nhân giúp sức. Sau đường công danh thành toại, trong năm này bản mệnh gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo quan tâm đến trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Kỷ Mùi, Nam Mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Kỷ Mùi không phạm tam tai 2024, chủ động lo làm lo ăn, chịu ít tác động từ ngoại cảnh. Kim Lâu 2024. Tuổi Kỷ Mùi phạm Kim Lâu thân, không thích hợp xây dựng nhà cửa hay cưới hỏi, nếu vẫn tiến hành, e rằng sẽ hại bản thân cả về sức khỏe và tiền bạc. Hoang Ốc năm 2024. Tuổi Kỷ Mùi không phạm Hoang Ốc, làm nhà không bị phạm yếu tố này. Tiểu kết, dù khó khăn cản lối, song người tuổi Kỷ Mùi nam mệnh không nên nghĩ đến việc đầu hàng số phận, làm việc gì bạn cũng cần phải chủ động, không nên phụ thuộc vào người khác. Thái độ nhiệt tình cố gắng của bạn có thể khiến quý nhân chú ý, từ đó mở ra cơ hội mới trong mọi việc. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, Nam Mạng. Tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng có thể nói rằng năm 2024 là năm khá bình ổn với Nam Mạng tuổi Kỷ Mùi, sự nghiệp ổn định, các mối quan hệ xã giao cũng tương đối thuận lợi, bạn ít vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi. Công việc tiến triển ngày càng thuận lợi, tiền bạc thu về nhiều hơn trước, chỉ riêng việc đầu tư, kinh doanh là cần cẩn trọng, kẻo rơi vào cảnh tốn tiền hao của. Về mặt sự nghiệp, tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được giao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa, con giáp này được thúc đẩy tinh thần, nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc, nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt sẽ có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của bạn, chấp nhận những thử thách cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp. Trong năm 2024 này, bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa và nhanh hơn. Về mặt tài lộc, xem tử vi 2024 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Kỷ Mùi chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt. Về tài chính trong năm 2024 này, với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp,
khởi sự tốt đẹp, đúng như mong muốn của Mùi. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Kỷ Mùi choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác, chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Kỷ Mùi thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Về phương diện tình cảm gia đạo, năm 2024 được dự đoán là một năm khá thuận lợi về mặt nhân duyên của Kỷ Mùi. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, gia đạo yên ấm, không có mâu thuẫn nào quá lớn. Đôi khi có xung đột giữa các thành viên nhưng không kéo dài và mức độ cũng không quá nghiêm trọng. Bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Ngoài ra, vợ chồng nên cùng san sẻ gánh nặng cuộc sống, sẽ ngày càng gắn kết, ít chuyện phiền muộn. Trong năm có thể dành thời gian cho mình và gia đình nhiều hơn bằng những chuyến du lịch hay đi chơi xa quý Kỷ Mùi nhé. Về mặt sức khỏe, tuy nhiên, sức khỏe của nam mệnh tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu suy giảm, bạn chớ làm việc quá sức hoặc suy nghĩ bi quan tiêu cực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao như yoga, đi bộ, thiền sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, trong năm 2024 này, cần đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn khi đi lại tham gia giao thông. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn trọng khi lao động, đề phòng sự cố dẫn tới thương tật nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Cách hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng trong năm 2024. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chắc công danh tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng, làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện. Làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính, hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi áp lực từ cuộc sống. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, vượt qua ba cạm bẫy này của nhân sinh, bạn sẽ tránh được một cuộc đời tầm thường. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió, đều sẽ gặp phải một chút khó khăn trở ngại. Nhưng mà cổ nhân cũng có câu,
thấy đủ thường đủ cả đời không nhục, biết dừng thường dừng cả đời không thẹn. Ba cạm bẫy mà người thường mắc phải có lẽ là lời nói, tức giận và dục vọng. Nếu có thể nắm vững được ba điểm này thì cuộc đời cũng sẽ không tầm thường, kiếp nhân sinh, vậy là cũng không uổng phí. Nói ít nhìn nhiều, tuy mặt gửi lời, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, thị phi chỉ vì mở miệng nhiều, gây chuyện thị phi, phần lớn là bởi vì nói nhiều không chịu ngồi yên. Cổ nhân đã từng nói, nước đổ khó hốt, lời nói ra cũng giống như bát nước đã đổ đi, không cách nào có thể thu lại được nữa, muốn nói gì trước tiên phải suy nghĩ cho kỹ. Lão Tử nói, chớ nói nhiều sai nhiều, trong kinh dịch cũng có nói, người hiền từ nói ít, người nóng nảy nói nhiều, lời nói dường như buông ra thật dễ dàng. Nhưng nếu không tế nhị, suy nghĩ kỹ một chút, không để ý tới sắc mặt của người khác khi nói chuyện, có khi kết cục lại tự rước họa vào thân. Nói tùy tiện, không kiêng nệ gì ai, cũng không cần biết người khác như thế nào, đây là sai lầm lớn nhất của kiếp nhân sinh. Tránh tức giận, học cách nhẫn nại, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, nhẫn được cơn giận một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Chữ nhẫn, ở trên là lưỡi dao, dưới là trái tim, dù cho có đau đớn như dao cứa vào tim, thì người làm việc đại sự cũng không thể tức giận. Gia Cát Lượng trong lần Bắc phạt cuối cùng từng giằng co với Tư Mã Ý cả trăm ngày. Trong lúc Gia Cát Lượng nhiều lần khiêu chiến, Tư Mã Ý cố thủ không chịu ra ứng chiến. Gia Cát Lượng không còn cách nào, mới phái người đưa sang cho Tư Mã Ý một bộ quần áo của đàn bà. Nhưng Tư Mã Ý vẫn có thể nhẫn nhịn được mà không thèm để ý đến. Người bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ không thể chịu được mà nổi xung lên. Mấy ngày sau thì Gia Cát Lượng mắc bệnh mà chết trên Gò Ngũ Trượng. Quân Ngụy không chiến mà thắng. Sau trận chiến này, Tư Mã Ý đạt được danh vọng chưa từng có, dần dần nắm giữ quyền hành của Ngụy Quốc, đặt nền móng cho triều đại nhà Tấn. Thử nghĩ nếu Tư Mã Ý không nhẫn nại được, rơi vào cái bẫy khiêu chiến của Gia Cát Lượng, vậy thì kết cục của ông chắc chắn sẽ không thể tốt được như thế. Tuân Tử từng nói, nộ bất quá đoạt, hỉ bất quá dư, ý tức là lúc tức giận cũng phải có chừng mực, khi vui vẻ cũng không được quá phận, dù là lúc nào cũng phải nhớ rằng không thể chỉ vì một sự tình mà khiến cho cảm xúc bị chi phối, phải nhẫn nhịn được cái tâm tình của bản thân. Đây chính là tu dưỡng, cũng là một loại đạo xử thế, dễ nóng giận thì sẽ không thể nhẫn nại được, lòng dạ hẹp hòi, đây là sai lầm thứ hai của kiếp nhân sinh. Tham lam vô độ, bị dục vọng khống chế, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi, thấy đủ thường đủ, cả đời không nhục, biết dừng thường dừng, cả đời không thẹn. Người biết đủ sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, bởi vì bọn họ sẽ không bị dục vọng làm vấy bẩn, cũng sẽ không bị dục vọng sai khiến, khi làm việc gì không thể vì chút dục vọng, mà làm cho đến tuyệt tình, làm gì cũng phải lưu lại một chút khoảng trống, như vậy mới không tạo thành sai lầm, để rồi phải hối hận mãi về sau. Dục vọng là từ đâu? Sự nhục nhã từ đâu mà có? Cũng chỉ là hai chữ biết đủ. Lão Tử từng nói, biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, thế mới có thể lâu dài. Những lời này chính là nói người ta, sống thì phải biết đủ, người không biết đủ thì sẽ trở nên tham lam, cứ cố gắng lao đầu về phía trước, như vậy thì cách tai họa cũng không còn xa nữa. Có câu rằng, thân hậu hữu dư vong xúc thủ, nhãn tiền vô lộ tử hồi đầu, tạm dịch, sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay, trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối. Câu nói ấy thật sâu sắc, là một lời ám chỉ của người xưa, chẳng phải nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác đó sao? Khi bị dục vọng điều khiển, biết rõ phía trước là vực sâu thẳm, nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm liều, không chịu dừng lại, hãm sâu vào nơi tăm tối, đến lúc bị dục vọng khống chế thì hối hận cũng đã muộn. Trong Đạo Đức Kinh cũng có nói, yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều, nếu không kịp thời khắc chế dục vọng thì đâu chỉ có mất và tổn đơn giản như vậy. Tham lam vô độ, không biết tiết chế, bị dục vọng điều khiển, đây chính là cái bẫy thứ ba của kiếp nhân sinh, đời người phiền não, không kể hết được. Chỉ cần nhẫn được thì ngày mai trời lại sáng, thân nơi bóng tối gặp phải nghịch cảnh, cũng không được ủ rũ, tĩnh tâm lại tìm ra nguyên nhân phía trước sẽ là bầu trời xanh. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về ba cơ hội vàng, giúp tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình.
Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.